Tối ngày 16 tháng 11, Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Đến dự với khu dân cư thôn Thanh Đông có ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng đông đảo đại biểu lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và xã Cẩm Thanh. Tại lễ kỷ niệm, sau khi cùng nhau ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 93 năm qua và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, các đại biểu và cộng đồng cư dân thôn đã tiến hành tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2023. Năm qua, nhân dân trong thôn đã phát triển nhiều mô hình sản xuất hữu cơ cho nông sản sạch, lồng ghép với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn thôn không còn hộ nghèo và cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng một năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,75%. Cả ba tộc đều đạt danh hiệu tộc văn hóa, công tác an sinh xã hội luôn đảm bảo. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn đạt 90%, được đánh giá là thôn có tỷ lệ phân loại rác tại nguồn tốt nhất xã Cẩm Thanh. Hiện tại, đường nội bộ trong thôn được bê tông hóa 95%, 100% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh và nước sạch sinh hoạt. Nhân dân đoàn kết, chấp hành pháp luật tốt, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội được chú trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Toàn thôn duy trì các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt danh hiệu thôn văn hóa, khu dân cư tiên tiến xuất sắc. Đến dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Thanh Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Công Thanh đã tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Thanh và lãnh đạo thôn Thanh Đông cũng tuyên dương khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu, các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023.